Phục trước nào, đồng phục. Uniforms. Bắt giữ. Arrest. Đuổi theo. Chase. Gặp nguy hiểm. Be dangerous. Quan trọng. Important. Luyện tập. Training. Vi phạm pháp luật. Break the law. Một cách hiệu quả. Effectively. Cố gắng. Try. Nhớ. Remember. Tội phạm. Criminals. Phần còn lại. The rest of us. Luyện tập. Training. Quan trọng. Important. Nguy hiểm. Dangerous. Vi phạm pháp luật. Break the law. Tìm ra tội phạm. Tìm ra tội phạm. Tìm ra là gì không? Thế tội phạm là gì? Thế tìm ra là gì? Tìm thấy đường về nhà. Find my way home. Trông rất đẹp. Very nice. Có thể. Có thể là gì? What? Có thể là gì không? Nữa. Ba từ mà. Can. Còn nữa. Thế sẽ là gì? What? Cộng sự. Partner. Bắt giữ. Trấn an mọi người. Làm cho mọi người bình tĩnh. Con đọc thì tốt đấy, nhưng mà phản xạ từ vựng cái này là chưa ổn lắm đâu con ạ. Nào, chấn an mọi người là gì? Try to calm people down. Thế try là gì? Try là cố gắng ạ. Quan trọng là gì? Important. Vi phạm pháp luật. Break the law. Cần. Cần là gì? Cần là gì? Need. Tội phạm. Criminals. Cộng sự. Partners. Đóng vào tù. Put in jail. Đưa ra vé phạt. Give out tickets. Phần còn lại. The rest of. Luyện tập. Training. Tìm thấy đường về nhà. Find my way home. Bị lạc. Get lost. Was lost. Thông minh. Smart. Chỉ cho chúng tôi. Shoulder. Giờ quay đầu hết đấy, shoulder hả? Không. Shoulders. Bên cạnh đường. On the side of round. The round là cái gì? The road. Còn cố gắng nào.
đưa ra vé phạt. Give out tickets. Phần còn lại. The rest. Tống vào tù. Put in jail. Rồi, ok.